Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezzy đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Thao Conquest nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình nhờ một like, một comment và một chia sẻ nhé anh em. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và bắt đầu thôi, let's go. Thì hôm nay mình sẽ cho nào lên tiền hóa 5 sao đây. Có quá nhiều con có thể tiền hóa 5 sao được anh em nhỉ? Nhiều con phết đấy, cả một đống. Con nào cũng có thể lên được. Mình xem nào. Ồ, con này còn thiếu khoảng 2.000 mảnh, 1.700 mảnh nữa thì mới có thể tiến hóa lên được à? Ok, tôi đang suy nghĩ là con nào. Có quá nhiều con anh em ạ. Hôm qua là cho con vua tiến hóa rồi đúng không? Tộc này thì Griffin à? Griffin cũng có tiến hóa không? Có lên được không? Có lên được cái cấp cuối cùng không? Chắc là không. Ồ, biết ngay. Con này không lên được. Con nào bây giờ nhỉ? Deskernai, hiệp sĩ chết. Đây là tộc ấy anh em ơi. Còn đây là tộc. Ồ, mình hoàn toàn có thể lên được con này anh em ạ. Đây, người sói. Đây, ôi, người sói đẹp thế. Người sói level 100 anh em ạ. Người sói level 100 luôn. Phê đấy. Xịn đấy nhờ. Người sói nhìn trông cũng được, đỉnh ấy. Blood Dust 40%. Ok, và công của nó sẽ là 50.000 máu và cũng như là 12.000 công anh em ạ. Cũng được. Con này cũng ổn ổn. Có nào không? Đi kèm con đấy nữa nhờ. Ví dụ con này là tiến hóa lên nào. Vãi cả liều. Ui. Ồ. Oh. Ma bí ngô level 100 anh em ạ. Con này là con tốc độ C thôi anh em ạ. Có cả khả năng là stun mà. Đẹp phết, có thể đẹp nhờ. Con này đẹp lắm anh em ạ, nhìn anh em nhìn xem. Con full skin hurt này. Đẹp lắm, con này đẹp. Con đẹp dã man luôn anh em. Tôi quáng tôi mở cái hòm kia để lấy kiếm mảnh. Hôm nay quáng mở thêm một vài chục cái hòm để kiếm cái mảnh của con đấy thôi. Rồi anh em ơi, đội hình mình đã xong và mình sẽ cho hai cái con mạnh nhất của mình vào full skin hurt và con người sói nhá. Có ngay. Rồi, đổi nhà đi anh em ạ. Nhà này mình khá là ghét. Thật sự cái nhà này mình khá là khó chịu, mình không hề thích cái nhà này tí nào anh em ạ. Nhà này đi. Nhà này mà mình cho tiến hóa mắc đây. Mắc rồi đấy anh em ạ. Đây level rồi đấy. Nhà quỷ anh em ạ. Nhà quân đoàn quỷ anh em nhá. Và chúng ta mắc lên 100 thì nó sẽ giờ tầm có cái Theros là gây hoảng sợ ấy, sợ hãi ấy. Mặt cười. Sẽ tôi tầm khoảng là 251.000 máu và 37.000 đam anh em ạ, cũng ok chứ nhỉ. Yeah. Rồi anh em ơi, top 1 arena thì dĩ nhiên rồi, cũng chẳng ai lên được cái top 1 mình đâu. Chắc cú luôn. Chắc chắn luôn. Ok. Searching for. Rồi. Fighting. Chiến đấu anh em ơi. Let's go, continue. Rồi anh em ơi, con này là bom, cầm ném bom, ôm bom tự sát ạ. Ý. Nổ bây giờ bạn. Bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Đừng nổ, đừng có nổ thế. Đây, 500 rồi. Đây nào anh em. Đây rồi, ok, ok, ném luôn. Ui sổi ôi, không chết, không chết. Ô, con này nó có lớp giáp anh em ạ, có lớp giáp bạn ảo. Bạn cầm không. Ui, con này nó. Quẩy nó cào cái nhà nổ luôn anh em ạ. À, ok. Con Pumpkin Husk cảm giác không phải là quá khỏe. Nó là mức độ gọi là chấp nhận được thôi anh em ạ. Không phải quá khỏe đâu nhá. Anh em đừng có nhầm lẫn với con đấy. Nó khá là, theo như mình thấy nó khá là bình thường. Mang lên 200, mang lên 300. 300 rồi anh em ơi. Bây giờ mua nạp. Con gỗ không phải rẻ hơn con kia ha. Của nó khá khỏe nha anh em. Đấy, ok. Cái này khả năng là nhảy qua đầu và đi cào nhà thôi. Ấy, ruột. Chuyện nhảy qua đầu quá, nó có cái chiêu Blood Dust anh em ạ. Nó sẽ bổ nhào vào kẻ địch. Thế thì ai chơi? Thế thì ai đánh? Bổ nhào vào nó đấm nhà anh em ạ. Sợ dã man luôn. Phải nói là cực kỳ sợ. Sợ hãi. Sợ hãi các kiểu có là điều. Nhìn nó gớm hơn, nhìn nó mạnh dã man. Nó mạnh quá anh em ạ. Mắc 200, mắc 300.
Ok, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ok. Mình không cần thiết mà anh em. Ui, ơ sao không được búp. Không được búp lên. Chưa chỉ cần con này gọi là chuyên gia phá nhà. Chỉ thế thôi, chỉ cần nhảy qua đầu nó thôi. Để phá nhà luôn anh em ạ. Đấy, người sói đột biến cấp độ cuối cùng. Gì nhỉ? Cấp độ 100. Đầu ma bí ngô cấp độ 100. Tòa thành chết cấp độ 100. Ngộ không cấp độ 100. Còn chẳng thèm dùng đến ông King luôn. Còn chẳng thèm dùng đến vua luôn anh em ạ. Nào nhảy vào thôi. Chuyển nhảy vào thôi. Ở gớm phết nhà con kia đẩy lùi mình ra anh em ạ. Nhưng để làm gì? Khi đó mình có thể chịu được sát thương rất là lớn từ căn nhà của nó. Và mình đã hạ gục nó rồi anh em. Yeah. Quá hay. Quá là hay luôn, quá hay. Quá là hay luôn, quá là hay. Quá là hay. Loading. Tăng tốc độ lên. Ok, mắc 100. Mắc 200. Mắc 300 luôn. Ok chưa anh em? Sẵn sàng đấm nhau với nó. Yasuo. Ê, đánh xịt rồi bạn ơi. Ảo ma thế nhỉ. Nó thì thoảng nó mới có cái blue dot thôi, không phải lúc nào nó có blue dot ha. Vừa đúng lúc là Yasuo vào định chém cái mình nhiều không nhảy lên trời. Cuộc đời nó lại sang trang mới. Arena Basto. Let's go fighting. Chiến thôi. Continue. X lên, X speed lên. Mắc lên nghe, mắc 300 rồi. 400 rồi. 500. Ok. Ôi. Ôi bạn ơi. Bay nhà về nhẹ nhá. Khá là khỏe. Fighting, chiến đấu anh em ơi. Arena này. Ok, let's go. 100. Mắc 200. Mắc lên 300. Rồi anh em, 400, 500, 600, 700. Rồi. Cầm kiếm chém nhau. Bạn ơi. Ý. Né. Nhảy. Nhảy chúng tôi à? Khỏe phết anh em ạ. Xịn sò nó phết và bá đạo phết. Đấy, không tệ tí nào anh em. Arena Battle tiếp. Đối phương đang tìm kiếm. Fight. Fighting. Yeah, lên. Mark. Lên. Lên. Ui, từ từ. Bình tĩnh. Bạn ơi, đừng có tấn công tôi quá vội. Tôi sợ lắm. Ok, phá nhà. Phá nhà trong vòng một nốt nhạc anh em ạ. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nha. Bye bye.